Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý ai giỏi hơn ai được thể hiện ở cuộc đối đầu trực tiếp này. Dù được đánh giá là ngang tài ngang sức, nhưng giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng chung quy vẫn có một người hơn điểm đối thủ. Lịch sử Tam Quốc từng ghi nhận nhiều chiến dịch được xếp vào hàng kiệt tác. Đặc điểm chung của những chiến dịch này là đều lấy yếu thắng mạnh. Ví dụ như trận Quan Độ giữa phe Tào Tháo và Viên Thiệu, hay đại chiến Xích Bích giữa Chu Du và Tào Tháo. Trong số đó không thể kể đến một chiến dịch được đánh giá là gay cấn nhất, nguy hiểm nhất, đó chính là cuộc so tài giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý trong chiến tranh Thục Ngụy 228 đến 234. Bối cảnh diễn ra cuộc so tài giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Thời Tam Quốc từng xảy ra một hiện tượng rất kỳ lạ, đó là những cuộc so tài giữa các mưu sĩ thuộc hàng cao cấp xảy ra vô cùng ít ỏi. Năm xưa khi Gia Cát Lượng xuất sơn, Quách Gia đã qua đời. Ngay tới Chu Du cũng không có cơ hội trực tiếp giao đấu với Khổng Minh. Thậm chí năm đại mưu sĩ từng phục vụ dưới trướng Tào Tháo về căn bản cũng chưa từng giao chiến với những quân sư cấp cao của thế lực khác. Phần lớn các mưu sĩ cấp cao thời bấy giờ chỉ có cơ hội đối đầu với những quân sư thua kém họ về mặt tài năng. Cho nên cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng hoàn toàn có thể đánh giá là một trong những chiến dịch đặc sắc nhất trong lịch sử Tam Quốc. Vào thời điểm bấy giờ, đại đa số các danh tướng nổi tiếng trước đó đều đã qua đời, không ít các mưu sĩ nức tiếng một phương đều đã biến mất vì nhiều lý do khác. Những dấu hiệu này cho thấy cục diện Tam Quốc bắt đầu trước vào giai đoạn muốn thống nhất. Cuộc chiến tranh giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng xảy ra trong giai đoạn này hiển nhiên sẽ mang tính chất kịch liệt và gay cấn hơn cả. Thậm chí sẽ không hề quá lời nếu nói rằng kết cục của giai đoạn Tam Quốc được định đoạt bởi trận tỉ thí của hai nhân vật này. Khổng Minh, Trọng Đạt, ai trên cơ ai? Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, Trọng Đạt, ai hơn ai? Đó vẫn là chủ đề gây tranh cãi đối với hậu thế cho tới tận ngày nay. Trước khi chiến tranh Thục Ngụy xảy ra, Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng về cơ bản không có cơ hội giao thủ. Bởi Khổng Minh năm xưa là nhân vật cốt cán trong tay Lưu Bị, còn Tư Mã Ý chẳng qua là một mưu sĩ có thân phận không cao dưới trướng Tào Tháo. Cho đến cuối thời Tam Quốc, khi hai vị quân chủ Tào Lưu đều đã qua đời, vị trí của Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng mới ngang hàng nhau. Đến lúc này hai nhân vật mưu trí hàng đầu này mới có cơ hội tiến hành tỉ thí. Muốn biết Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý ai trên cơ ai, chúng ta không thể bỏ qua cục diện của cuộc chiến tranh Thục Ngụy 228 đến 234, chiến trường so tài trực tiếp giữa Khổng Minh và Tư Mã Trọng Đạt. Kể từ năm 228 đến năm 234, khi Gia Cát Lượng qua đời ở Gò Ngũ Trượng, hai thế lực giữa Thục và Ngụy có tất cả 6 lần giao chiến. Trong số đó có 5 lần Khổng Minh chủ động đem quân tiến hành bắc phạt, còn lại là 1 lần do Ngụy đánh trả, Thục phòng ngự. Trong lần bắc phạt thứ 4 của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý chuốc lấy kết cục đại bại, nhưng vào lần bắc phạt đầu tiên, Tư Mã Ý cũng đã từng đánh bại Gia Cát Lượng. Thất bại của quân Thục vào lần ấy còn lưu lại một điển cố nổi tiếng, gạt lệ trảm mã tắc. Tuy nhiên trách nhiệm chủ yếu dẫn tới thất bại trong lần bắc phạt thứ nhất không thuộc về Gia Cát Lượng. Nhưng chung quy Khổng Minh vẫn không tránh khỏi có liên quan đến kết cục cay đắng này. Và lần bắc phạt cuối cùng trong cuộc đời Khổng Minh, Tư Mã Ý kiên trì đóng cổng thành không chịu ra giao chiến. Trên thực tế, nếu Tư Mã Ý giao chiến chính diện với Gia Cát Lượng vào lần ấy, quân Ngụy chưa chắc đã bại dưới tay quân Thục. Tuy nhiên Tư Mã Trọng Đạt vẫn cương quyết cố thủ mặc cho mọi lời khích bác, bởi trong lòng ông nắm rõ cái được mất khi nghênh chiến với Gia Cát Lượng. Nếu trực tiếp nghênh chiến, quân Ngụy không thể nắm chắc phần thắng, hoặc dù thắng cũng sẽ chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Hơn nữa, Tư Mã Ý từ sớm đã nhìn ra điểm yếu chí mạng của đối thủ, đó là không thể tác chiến trong thời gian dài. Vì vậy, Tư Mã Ý nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận cố thủ chứ không ra nghênh chiến. Kết quả là Khổng Minh bất ngờ qua đời, quân Thục lui binh về nước. Từ thế cuộc bấy giờ, không khó để nhìn ra Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng vốn là kẻ tám lạng người nửa cân, về cơ bản khó phân định thắng bại. Năm xưa khi bình luận về Tam Quốc, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng đã đưa ra lời nhận xét về hai nhân vật này. Theo ông, Tư Mã Ý thông thạo cách tùy cơ ứng biến, mưu trí không hề dưới Khổng Minh, có một vài điểm thậm chí còn giỏi hơn Tào Tháo. Nói cách khác, Tư Mã Ý sở hữu một số điểm hơn Gia Cát Lượng, còn Gia Cát Lượng về phương diện am hiểu mưu lược lại chẳng hề thua kém. Nếu nhìn vào long chung đối sách của Khổng Minh, có thể thấy đối sách sai lầm lần này sẽ gây phân tán binh lực, nhất định dẫn tới thất bại. Từ đánh giá của Mao Chủ tịch, nhiều người cho rằng nếu đánh giá tổng thể thì Tư Mã Ý mạnh hơn Gia Cát Lượng. Cho tới ngày nay,
dù Khổng Minh và Tư Mã Trọng Đạt đều đã trở thành người thiên cổ, nhưng cuộc so tài giữa hai nhân vật này vẫn là chủ đề tranh luận chưa đến hồi kết. Các bạn hãy chia sẻ video này và đăng ký kênh Tam Quốc Chí để xem thêm các video thú vị.